xin em vững lòng dù nghèo mà thương nhau trọn đời mình nên duyên ước mơ nào mình ước mong sao mình sẽ nên duyên hai họ mến yêu ba mẹ thương tình mái nghèo từ đây vui đẹp đôi tương lai cùng nhau tìm tới đường trần anh có mình em thôi. Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi ghép một bộ karaoke đơn giản nhất gồm chỉ có 3 thiết bị chính để các bạn đánh giá chất lượng âm thanh. Các bạn thấy là những thiết bị phải chuẩn chỉ, và thứ hai phải ghép tốt, và thứ ba là chỉnh tốt sẽ cho chất lượng âm thanh rất hoàn hảo. Các bạn nhìn thấy cặp loa BMB 450C hàng bãi tuyển xịn của Nhật Bản. Những cặp loa tiêu chuẩn thì luôn luôn đem đến âm thanh trung thực như lúc xuất xưởng. Và cặp loa này có giá 6.500.000 đồng, tuyệt đẹp, bao zin cho các bạn, bảo hành 1 tháng của đổi bột nếu lỗi thuộc về sản phẩm, và giá trên không mặc cả, không trả giá. Các bạn nhìn thấy đèn xanh, đó chính là cục đẩy công suất của hãng CAVS, có giá 6 triệu đồng nguyên thùng, bảo hành đầy đủ cho các bạn. Chạy rất là bền bỉ, chạy êm, ăn ít điện. Và các bạn nhìn thấy tôi bày ra một số thiết bị để tranh thủ giới thiệu đến các bạn luôn. Thì ở clip này tôi dùng 3 thiết bị chủ đạo thôi. Một là loa 6.500.000 đồng BMW 450C bãi xịn Nhật, đẩy CAVS 6 triệu nguyên thùng. Và thứ ba là con vang cơ, đó là vang deck. Như vậy là 3 thiết bị chủ đạo thôi. Và các bạn nhìn thấy tôi bày ra để giới thiệu thêm, đây là một bộ quản lý nguồn kiêm lọc điện của hãng DB Aquatic. Bộ phận lọc điện của nó sản xuất tại Mexico. Bộ này thì ở sau lưng của nó có 10 cái cổng để các bạn có thể kết nối được tất cả các thiết bị, 10 thiết bị. Và quản lý nguồn kiêm lọc điện này có giá chỉ 2.800.000 đồng. Vang deck thì rất quen thuộc các bạn rồi. Đây là nâng tiếng giá 1.800.000, giống như các bạn dùng lọc xỉ, bát chép sẽ lung linh huyền ảo hơn, nặng bát nặng chép hơn. Vang số DB Aquatic giá 3.500.000 đồng, kết nối không dây Bluetooth, đầy đủ các tính năng. Nó là vang số. Ở phía trên là con vang cao cấp sản xuất tại Hàn Quốc, đó là vang Jaguar F900, con vang đầu bảng của Jaguar hiện nay. Tôi vừa về thêm được 10 chiếc nữa, rất là hiếm, sản xuất tại Hàn Quốc. Và các bạn thấy hệ thống phím của nó, và người ta gọi nó, nhà sản xuất gọi nó là bộ mixer thu nhỏ, giá 5.500.000 đồng, cũng kết nối không dây Bluetooth, đầy đủ hết. Mic thì các bạn có thể dùng mic không dây CAVS một đầu thu hai tay mic, giá 2.800.000. Và ở clip này tôi dùng mic Shure có dây, giá chỉ 1 triệu đồng thôi. Ghép đơn giản nhất, cho nên dùng những thiết bị một cách đơn giản nhất để các bạn đánh giá chất âm. Ngoài ra thì các dòng loa siêu trầm hiện nay tôi rất là nhiều. Siêu trầm của CAVS thì Bass 30 giá 5.500.000 đồng. Siêu trầm của DB Aquatic Bass 30 giá 5.500.000 đồng, rất nhiều. Súp Bass 40 của DB khủng thì giá 9 triệu đồng cũng có. Những dòng súp bãi thì giá khoảng 11 triệu đồng cũng có rất là nhiều. Bên này thì BMB 455 này, trở kháng 8 ohm công suất cực đại 450W một thùng, giá 4.200.000 đồng, hàng bãi xịn. Bên này các bạn thấy loại ETC, đấy, tôi còn 3 cặp nữa. ETC bãi Mỹ Bass 30 giá 12.800.000, sản xuất tại California. Những cặp PV thì các bạn thấy này, Bass 30 loa full, JB sự kiện cho các bạn đầy đủ hết. Bây giờ tập trung vào vấn đề chính, tôi chủ yếu là muốn test cho các bạn nghe thử chất âm của bộ karaoke đơn giản nhất này thôi, gồm cặp BMB 450 xịn, hàng tuyển kỹ, bao zin cho các bạn. Đây này, rất là đẹp, không tì vết. Âm thanh các bạn nghe thấy sẽ là âm thanh chuẩn chỉ nhất, và giá 6.500.000 đồng. Đẩy 6 triệu, đẩy CAVS. Và vang neck thì các bạn tùy chọn, có thể chọn vang neck này, vang Jaguar này, hoặc vang số DB thì tùy các bạn nhé. Có thể gấp thêm nâng tiếng, tùy các bạn, tùy theo túi tiền. Mic tôi hát thì là mic dây, chỉ có giá 1 triệu thôi, nhưng nó là mic Shure, hát rất là tuyệt vời. Các dòng BMB 850 tôi cũng có này, BMB 1000 cũng có, 2000 cũng có, hàng tuyển kỹ. Các bạn cứ thích mẫu nào tôi có thể ghép cho các bạn những mẫu như vậy. Các bạn có thể truy cập vào kênh của tôi để được thưởng thức rất nhiều những bản test hay các dòng loa karaoke. Tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đôi thay tường mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bàn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò.
chờ người sao chẳng đến. Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương giàu trường còn khắc hàng tên. Hoa leo phu phàng đan kín, tiếng ve ru nghe lời buồn thêm. Bàn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi. Năm ba đứa bạt phương trời, hai thằng chờ đâu cuốn năm tới. Về ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly. Các người biển địa sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây bạn hiểu đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi về trường tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đôi thay tường mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến. Trường con khắc hàng tên, hoa leo phu phàng đan kín, tiếng ve ru nghe người buồn thêm. Bàn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi. Năm ba đứa mà phương trời, hai thằng chờ đâu cuốn năm tới. Trẻ ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly, khắp người biển biển sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn hiểu đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung. Kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa?